Anh Tùng, anh thiệt là đúng giờ. Tôi đã cố lẩn trốn anh rồi mà không trốn được anh. Tao không có nhiều thời gian đâu. Mày cũng gan ha. Mày có trốn lên trời, tao cũng tìm cho được mày. Điều tao cần bây giờ, bằng chứng đâu? Đưa lên. Anh yên tâm đi, bằng chứng đang có ở đây. Tiền tôi cần đâu. Số tiền này đủ cho mày đi xa để mà hưởng phước, chứ đâu cần phải trốn chua trốn nhũa như vậy. Bằng chứng đâu, nhanh lên. Để tôi kiểm tra cái đã. Anh đợi tôi chút xíu. Tốt, tốt lắm. Anh Tùng, bộ anh tính giết tôi sao anh Tùng? Ai đâu? Cuộc giao dịch ngày hôm nay chỉ có tao với mày biết. Tao không muốn có thêm bất cứ người thứ ba nào phát hiện. Lúc đó biết cái mạng của mày như thế nào rồi chứ? Dạ, em biết mà anh Tùng. Em nói ra em chết làm sao? Anh Tùng yên tâm đi, em chỉ cần số tiền này thôi. Em không dám nói ra đâu anh Tùng. Tốt. Nè, cậu ở đây chờ tôi. Dạ. Chào người đẹp. Ê. Dạ, cho hỏi anh dùng gì ạ? À? Cho cà phê lá. Dạ. Anh gọi tôi ra đây có chuyện gì không? À, hôm qua uống khuya quá, sáng nay hơi mệt, dậy trễ, thông cảm nha. Có chuyện gì thì anh nói đi, tôi không tiếp chuyện lâu với anh được đâu. Dạo này chị Hương chỉ canh tôi dữ lắm. Em đừng lên giọng danh như vậy. Anh cũng không muốn rắc rối với Hương Gà. Nếu đi với em mà không thông qua thì Hương Gà sẽ cho anh là ly cửa sau. Anh không thích người ta nói với anh như vậy. Nè Quỳnh Ly, cuối cùng em là cái gì? Là người mẫu dưới sự điều khiển của người ta hay là gái gọi? Nhưng mà có thể nói chính xác á, em là cái gọi hằng sang. Vậy mà cứ tỏ ra là một thục nữ trước mặt anh hoài vậy. Anh là đồ tôi. Không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy đó. Một cô gái xinh đẹp như em mà cái quyền tối thiểu lực yêu cũng bị ngăn cấm. Và tôi là thi ly bên em cũng bị hỏi han nữa. Anh không thích bị lệ thuộc. Đừng nói là anh không nói trước với em. Hương Gà đang cho người giám sát em đó. Lần sau đi đứng cẩn thận. Để em được tự do, anh đồng ý cho em qua Singapore một chuyến. Nhưng với một điều kiện, anh phải ly với em. Phải như vậy. Lúc đó hai chúng ta tha hồ vui vẻ bên nhau mà không bị ai giám sát. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng đề nghị của anh á thì chắc tôi phải xem lại mới đúng đó. Chào anh. Cô đợi đó. Ali thích sự tự nguyện chứ không thích bắt buộc. Nếu cô nói vậy, Ali sẽ chịu. Alo. Hương Gà, Alin đây. Có chuyện gì mà anh gọi em gấp vậy? Alin muốn tỏ lại cô Quỳnh Ly phục vụ. À,
chuyện đó nói qua điện thoại không tốt. Hay là anh tới chỗ em rồi mình bàn bạc tiếp nha. À, Linh này, đâu lỗi trời, chân đập đất, không sai cả. Giá cả bao nhiêu, nói thẳng ra đi, không cần quanh co. Đây không phải là chuyện giá cả, mà còn nhiều quy tắc khác nữa. Quy tắc gì? Làm ăn mà sao sợ chứ vậy, lấy cái gì mà sống? Có quy tắc gì nói hết ra đi, không có sợ gì cả. Ví dụ như là không được tiếp khách ở Việt Nam, chỉ đi tiếp khách ở nước ngoài. Và còn nhiều thứ khác nữa. Hay giờ anh ở đâu, em đến chỗ anh rồi mình nói chuyện tiếp nha. Tôi đang bận và đang bực mình ở đây à. Sao lúc trước thằng Trọng nó là tiếp khách người nước ngoài không tiếp người Việt Nam là sao? Đúng vậy, nhưng mà bây giờ tình hình rất căng, cho nên thay đổi chút xíu đó mà. Thôi được rồi, cô cho tôi gửi lời lên thăm anh ba, nói là A Linh này muốn Quỳnh Ly phục vụ tôi lại. Vậy thôi. Dạ. Alo, đợi chút. Anh Tùng gọi. Chuyện gì vậy anh Tùng? Sao? Anh có bằng chứng hả? Được, tôi tới liền. Đi. Dạ. Anh Bảy biết chọn hàng ghê. Nhỏ nó đẹp lắm, nó là hoa khôi của quán đó anh Bảy. Mày làm sao so sánh được với anh Bảy mày? Hai tụi bay á, ráng lập công với anh đi. Anh sẽ đề cử hai đứa với anh Hưng. Sẽ có ngày tụi bay cũng giống như anh thôi. Vậy ha. Dạ. Dạ, tất cả là nhờ anh Bảy nó giùm tụi em. Anh Bảy mày hứa, có khi nào không làm được không? Dạ. Ráng đợi tin vui của anh đi. Dạ. Người gì đâu mà đẹp quá trời vậy. Ủa, anh Bảy. Bảy ngó ai vậy? Anh nhìn gì vậy anh Bảy? Anh Bảy, em có giúp được gì cho anh Bảy không anh Bảy? Tụi bay giúp tao, tụi bay cứ về nhà là giúp tao được rồi đó. Đi đi. Để đi. Dạ. Dạ. Cô à. Ây da. Ây da. Ui da. Cô có sao không? Anh chạy xe cái kiểu gì vậy? Tại cô nghe nhạc. Tôi bóp kèn xin qua đường, cô không nghe chứ bộ. Tôi có nghe nhạc đâu, tôi nghe điện thoại mà. Thôi, không có chuyện gì đâu, anh đi đi. Cô làm vậy tôi thấy ngại lắm. Thiệt tình á, cô có sao không? Để tôi đưa cô vô bệnh viện. Tôi có làm sao đâu. Mà thôi, anh lo việc của anh đi. Nhìn bên ngoài trời như vậy, không biết bên trong có gì không. Thôi, để tôi gửi xe, tôi đưa cô vô bệnh viện nha. Ờ, anh làm gì vậy? Anh tính đưa xe tôi đi đâu? Anh kia, anh làm gì vậy? À, anh tính ăn cướp xe tôi hả? Cô nghĩ sao vậy? Xe cô không bằng cái bánh xe của tôi nữa. Để tôi rửa xe, coi có hư cái gì á, tôi sửa giùm cho. Ờ, anh. Còn cô đứng đó, đợi tôi quay lại, tôi đưa cô đi bệnh viện nha. Lần này chắc chắn hư sẹo, phải lên lô hàng cho tôi.
Đương nhiên rồi. Vậy lô hàng sắp tới chắc chắn sẽ là của cậu. Giúp chúng ta hợp tác vui vẻ. Chị gọi em. Sáng nay con Quỳnh Ly đi đâu? Sao mày không theo sát nó? Trời ơi, phải cho người ta chút không gian để thở chứ. Chị mày siết nó hoài như vậy á, chẳng khác nào chim nhốt ở trong lòng, mất hương sắc hết. Mày dễ dãi với nó riết rồi á, nó qua mặt mày không quản lý nổi đâu. Quỳnh Ly á là cô gái ngoan, em không tin nó sẽ qua mặt em đâu. Với lại á, Quỳnh Ly là vơ đét của sàn cách quốc, dáng mặt của ta biết bao đại gia hỏi thăm á. Phải rồi, hỏi thăm nên anh liền làm khó tao đây nè. Mau kêu nó về. Hết hồn chị ơi, bực bội. Alo em nghe. Alo Ly hả cưng? Dạ. Bộ có chuyện gì tìm em hả? Về gấp nghen. Dạ. Chị Hương tìm kìa. Em biết rồi. Ừ. Đó, vừa lòng chị chưa? Lẹ lên. Tôi đưa cô Quỳnh Ly tới. Đợi ở đây. Vô đi. Căng quá. Cười, cười lên. Ê, trời. Cô vô đi. Đứng lại. Anh có thể về. Ôi, cho vô ngồi uống ly nước không được nữa. Hết vui. Vô đi. Trời ơi, đẹp trai. Căng quá. Em ngồi đi. Anh nói với em rồi, đâu cần qua sinh, ở Sài Gòn này cũng rất vui. Nè, nâng ly. À. Ông Khỏi có nói thêm dông dài. Tôi đã đến đây theo yêu cầu của ông. Ông muốn tôi làm gì thì ông cứ làm. Tôi thuộc về ông mà. Ê, thời gian còn cả đêm mà, chúng ta tha hồ làm chuyện đó. Vô. À. Tôi xin phép ông, tôi đi tắm. Ông đợi tôi một chút nha. Không uống vài ly nữa à? Wow. Ai đó? Dạ, là em. Chuyện gì? Dạ, anh có điện thoại bên Hưng Sẹo. Đưa cho tao. Bằng chứng đó rõ ràng rồi. Tôi nói với anh, thằng đó là công an.
đang cài trong nội bộ của các anh. Sáng mai chúng ta gặp nhau. Nhưng mà anh nói với ba lại, kỳ này phải đền lô hàng cho tôi nha. Ok. Không lẽ anh ấy là nội gián sao? Cô làm gì đó? Em đâu có làm gì đâu. Đừng giấu tôi. Tôi thấy cô lục đồ của tôi mà.
tôi biết cô cần tiền, nhưng nếu cần thì cô nói với tôi một tiếng, đừng bao giờ lục đồ của tôi. Em xin lỗi mà. Tôi định sáng mai kêu trợ lý của tôi qua bên Hưng Gà trả tiền phục vụ em lên đây. Nhưng thôi, em cầm đi. Và nói là tôi bận quá không qua được. Nếu em cầm tiền ấy, thì họ sẽ lỡ ép giá hơn, đúng không? Cảm ơn anh nha, anh tốt với em quá à. Ây à, hôm nay ai liền được khen rồi đây. Thôi, đi đánh răng đi anh. Nha. Chào anh. Chào. Tại sao lại là nó chứ? Bằng chứng đó dành dành. Bên anh nhanh chóng định lo hàng cho tôi. Được. Nếu đúng là sự thật, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tôi sẽ hỏi ý kiến của anh ba, rồi sau đó tôi sẽ nói lại cho anh. Vậy thì tốt lắm. À, ông về nói với ba lần, nếu vụ này không xong thì kêu ông ta biến đi. Không ai muốn hợp tác với ông ta đâu. Sao rồi? Thằng bậy bố chính là nội gián. Lại tấm hình đó nữa sao? Anh ba biết tấm hình đó nữa sao? Có phải thằng bậy búa chụp với công an phải không? Dạ đúng. Tấm hình đó thằng Hải Râu có đưa tao coi rồi, nhưng tao không tin. Thằng bậy búa làm sao có thể là tay trong được? Một thằng dại gái không làm chuyện bí mật nào được đâu. Nhưng anh ba cứ thử nghĩ lại coi, không có lửa làm sao có khói. Tại sao không phải là hình thần ngân sẹo này, hoặc là thằng Phan, mà lại là nó? Thằng Phan cũng là người mới, chưa hiểu hết nó, nên nó cũng chưa ngoại trừ trong vụ nội gián này. Tao yêu cầu mày bắt đầu thanh trùng xem là ai phản bội, xử lý cho tao, thà lầm chứ không bỏ sót. Được, chuyện đó thì anh cứ yên tâm. Còn chuyện bồi thường lô hàng, cứ không trả lời, đợi tao tính. A liền có hỏi, cứ nói đợi tìm ra thật sự có tay trong thì sẽ bồi thường. Rõ chưa? Cái gì? Em xem hồ sơ của Ali. Và bảy búa là nội gián hả? Dạ. Hắn chụp hình với công an. Bây giờ mình phải làm sao hả anh? Chuyện này lớn rồi,
Anh à, Bảy Búa hẹn với em sáng mai gặp hắn. Bây giờ em có nên ra gặp hắn không anh? Không ra là không được, sẽ tạo ra nghi vấn với hắn. Bây giờ em cứ đúng hẹn với Bảy Búa đi, xem con người của hắn ra sao rồi mình tính tiếp. Sao em bắt đầu thấy lo sợ quá? Em yên tâm, anh lúc nào cũng bên cạnh em. Alin đây, anh Hương đó hả? Anh nghe nè, tôi có thêm thông tin để bên anh nhanh chóng tìm ra lộ giác. Bây giờ hẹn gia chủ cũng gặp tôi nha. Bye. Cái gì vậy? Em dùng kem này để làm mờ vết sẹo cho em. Trời ơi, có gì đâu mà anh khách sáo quá vậy. Chỉ là cái vết sẹo nhỏ thôi mà. Em cứ nhận đi, đây là anh muốn chuộc lỗi mà mấy ngày hôm trước đã gây ra cho em. Cảm ơn anh. Hôm trước anh chỉ biết tên em là Ly mà không biết em làm gì và ở đâu. Thì ra bắt đầu điều tra mình ha. Em không có ý định cho anh biết về thông tin của em đâu. Trời ơi, người đẹp sao khó vậy? Cái này không phải là khó, mà là nguyên tắc của em thôi. Ok, nguyên tắc là nguyên tắc, anh không nhắc tới. Nhưng mà anh muốn làm bạn với em được không? Làm bạn? Trước khi làm bạn với một ai đó thì em phải biết người đó là người thế nào thì em mới làm bạn được. Em nhìn anh, đoán anh là người thế nào? Anh hả? Anh là dạng người mà xã hội gọi là xã hội đen. Ok, em đâu đúng. Tuy vậy, anh chơi rất sòng phẳng. Người ta đối xử với anh thế nào thì anh đối xử lại y như vậy. Em yên tâm, nếu em không chấp nhận làm bạn với anh thì anh không dùng sức mạnh để bắt ép em đâu. Em hiểu ý của anh rồi. Vậy anh cho em về nhà suy nghĩ rồi trả lời cho anh nha. Ok, anh hy vọng là chúng ta có thể làm bạn.
cho liền. Dạ. Anh xem qua cái này. Mấy tấm hình này là thông tin sao? Đây là cô Quỳnh Ly, người mẫu của Hưng Gà. Cái cô đẹp nhất trong lớp người mẫu đó, anh biết không? Trong mấy cái đám gái đó, rất là nhiều người đẹp. Tôi không biết, nhưng mà cô này làm cái gì ông mà ông phải bận tâm tới vậy? Cô ta dám xem lén hồ sơ của tên Lội Gián mà tôi đưa anh xem. Dám đột nhập vào để xem hồ sơ à? Cô ta có đến chỗ của tôi rồi sau đó thì thôi hiểu rồi, đàn ông mà. Nè, bây giờ anh cho người theo dõi cô ta gấp. Có thể cô ta liên quan tới Lội Gián, nhưng nhớ đừng lấy cho Hưng Gà biết. Biết đâu cô ta là kẻ chủ mưu. Không bao giờ Hương Gà là chủ mưu của việc này. Bởi vì Hương Gà là cánh tay đắc lực của anh ba, và tôi quả quyết với ông, không phải. Còn cái chuyện về cô Quỳnh Ly gì đó của ông, tôi không biết cô ta là ai. Để vậy tôi tìm hiểu xem. Còn lô hàng của tôi, anh tính sau đây. Ông cứ đợi đi, để tôi lo mấy chuyện nội bộ xong đã, sẽ lo tới lô hàng của ông. Ông không chịu phần thiệt đâu. Được, tôi chờ tin của anh. Đây. Đẹp vậy mà làm đội gián hả cưng? Trời, anh Phan dám vụng trộm với đạo của chị Hương Gà. Đẹp quá mà, ai mà không mê. Về báo lại cho anh Hiên Sẹo thôi. Lỡ anh Phan biết đường thì tôi. Mày sợ anh Hiên Sẹo hay anh Phan? Đi. Họ là ai vậy anh? Sao lại theo dõi anh? Vô trong nhà đi rồi nói chuyện. Anh nói là em đang gặp nguy hiểm. Nhưng mà nguy hiểm như thế nào? Alin đã phát hiện ra em đã mở hồ sơ của hắn, và nhìn thấy hình của bảy bố nữa. Nhưng mà sao hắn biết? Hôm đó hắn vẫn cho em về bình thường mà. Hắn có gắn camera quay lén ở trong phòng và thấy hết những việc mà em đã làm. Đồ bẩn thỉu, đồ biến thái. Hắn đã đưa hình của em cho Hưng Sẹo và yêu cầu Hưng Sẹo cho người theo dõi em vì nghĩ em có quan hệ với Nội Gián. Bây giờ phải làm sao đây anh? Lúc nãy chúng đã nhìn thấy anh đến đây với em. Chắc chắn bọn chúng sẽ về báo lại với Hưng Sẹo và sẽ chuyển nghi ngờ về anh. Hắn sẽ nghĩ anh là Nội Gián cho nên mới tiếp xúc với em.
Nhưng hồi nãy anh hôn em, bọn họ sẽ nghĩ là em với anh yêu nhau thôi mà. Hy vọng là bọn họ sẽ nghĩ như vậy. Nhưng muốn chắc ăn, chúng ta phải đề phòng trước. Bây giờ anh muốn em phải làm gì? Hay em nói với họ là anh không phải là nội gián mà là bảy búa? Không đơn giản em nói mà họ tin đâu. Không chừng lại ông tôi ở bù này còn rắc rối hơn nữa. Cách gì cũng không được. Không lẽ mình ngồi yên chờ chết hay sao? Em bình tĩnh đi, để anh nghĩ cách. Hiện giờ có phải bảy búa đang theo đuổi em phải không? Chuyện này anh cũng biết mà. Nhưng em đâu có thích hắn đâu. Hưng Sẹo đã xem hình và cũng có một chút nghi ngờ về bảy búa, là người của công an cai vào. Giờ hôm nay thấy anh ở đây, còn nghi vấn thêm cả anh nữa. Bây giờ mình phải làm sao? Cứ để họ nghi ngờ như vậy, anh sẽ gặp nguy hiểm lắm đó. Anh Hưng và ba Lành, họ sẽ thu tiêu bảy búa và những người có liên quan, trong đó có cả em và anh. Hay là để em ra gặp Hưng Sẹo nào đó, em nhận hết tội về mình. Dù gì một người chết còn hơn là cả hai chết nha anh. Sao anh có thể để cho em hy sinh một cách oan uổng như vậy được chứ? Bây giờ chúng ta chỉ còn có một cách, làm sao cho mọi nghi ngờ dồn về hết cho bảy búa. Khi bọn chúng ra tay xử bảy búa, trong lúc hỗn loạn đó, anh sẽ đưa em đến một nơi an toàn. Em cứ yên tâm ở chỗ đó, khi nào yên ổn anh sẽ tới gặp em. Vậy cũng được. Nhưng mà việc này cũng rất là nguy hiểm. Anh cũng rất lo cho em. Có anh ở bên cạnh em thì em không còn lo sợ gì cả. Có nên giao cho Quỳnh đi làm hay không? Đây là nhiệm vụ rất nguy hiểm. Nếu tính toán không chính xác sẽ là hậu quả khó lường. Nhưng ngoài cách này, mình đâu còn cách nào khác.
vừa bắt được một con hổ dữ bảy búa và cũng vừa giải thoát cho Quỳnh Liên khỏi chỗ nhơ nhuốc này. Và quan trọng là mình sẽ không để lộ thân phận và có thể tiếp tục nhiệm vụ tìm cho bằng được ai là Ba Lộc. Bây giờ phải làm sao hả anh? Anh tha cho em đi, em không biết gì hết trơn á. Dạ, em chỉ đứng xem cho nó vui thôi, chứ em không biết gì hết trơn á. Hưng Sẹo kêu mày theo dõi ai? Dạ em không biết gì hết á. Hả? Dạ em. Hả mày? Dạ anh biết hết rồi hả? Dạ anh Hưng Sẹo. Anh Hưng Sẹo xe em theo dõi bảy búa với chị Quỳnh Ly. Không ngờ gặp anh ở đây. Dạ anh tha cho em nha. Lấy điện thoại ra. Mày gọi cho Hưng Sẹo, nói là bảy búa đã phát hiện ra mày theo dõi, cho nên đã đánh mày. Nhanh lên. Dạ. Alo, chuyện gì? Dạ anh Hưng ơi, em Tân Bò nè. Em bị búa phục đánh bập dập anh ơi. Alo, mày nói gì đó? Nói lại tao nghe. Alo. Cho người đến đường số 4, hẻm số 36, khu chung cư. Có hàng cao trước mặt. Dọn hàng sạch giúp cho H1. Ăn trái cây đi anh. Anh à, anh thấy sao về bảy búa? Bảy búa là một trong những đàn em thân tín của Hưng Sẹo. Vậy thì tốt nhất mình nên tránh xa hắn ra. Không cần. Em cứ coi bảy búa như bạn bình thường đi. Không chừng sau này sẽ có chuyện nhờ đến bảy búa thì sao? Vậy là
Anh đang muốn em lợi dụng hắn hả? Đúng. Anh đang tìm cách giúp em rời khỏi chốn nhơ nhuốc này. Vì vậy, chúng ta phải biết giữ những mối quan hệ rất có lợi cho trường hợp đối phó chúng. Chỉ cần em tin và làm theo những gì mà anh sắp đặt là được. Xin lỗi anh đến trễ. Cảm ơn anh. Khi nhận được tin em mời anh đi uống cà phê, anh mừng quá trời luôn. Sau khi mình uống cà phê ở đây thì anh mời em đi ăn nha. Lần này thì em chấp nhận lời xin lỗi của anh, lần sau thì không có được đâu nha. Sẽ không có lần sau đâu. Không biết lý do gì em hẹn anh ra đây. À, có phải là anh cho người theo dõi em không? Đâu có. Mà anh cho người theo dõi em làm gì? Thiệt không? Thiệt, anh thề luôn đó. Không có. Vậy thì thiệt là lạ. Mấy hôm nay em có cảm giác như có người đang theo dõi em đó. Có chuyện đó hả? Để anh vặn mặt thằng đó cho. Em đó, có biết ai đâu mà dằn mặt. Cái em cần bây giờ là một người nào đó đi theo bảo vệ em thôi à. Vậy để anh bảo vệ cho em nha. Anh hả? Ừ. Ai lại để một đại ca như anh bảo vệ em chứ? Hay anh có ý đồ gì khác với em? Em nghĩ quan cho anh quá à. Anh nghĩ là anh bảo vệ cho em sẽ an toàn hơn. Nếu mà em không chịu á, thì anh sẽ cử hai thằng đàn em theo bảo vệ cho em. Anh cử thôi. Xin lỗi, quay ra anh đang vui vẻ. Không sao, vui vẻ thôi mà. Ngồi đi. Em ra ngoài kêu cho anh một em vô phục vụ thằng bạn anh nha. Dạ. Thôi, được rồi anh. Để khi khác đi. Bây giờ em có chuyện muốn nói riêng với anh. Được rồi, em xuống chuẩn bị lo công việc đi. Dạ. Chào anh, em đi. Em đi nha. Nhìn ngon ha. Sao, có chuyện gì nói đi. Gì đó? Mày cũng theo dõi vụ này nữa hả? Ai kêu mày? Anh ba hả? Em mang hình tới đây cho anh là không phải để anh hỏi ai sai khiến em, mà là tình cờ nhìn thấy nên chụp hình về cho anh coi. À, tao biết rồi. Mày ghen hả? Nên theo dõi bảy búa phải không? Tao biết mày có tình ý với con nhỏ này. Công nhận đẹp thiệt. Tao thấy cũng thèm lắm đó mày.
Mà càng đẹp là càng có gai đó nha con. Cẩn thận. Đúng là em có tình ý với cô ta, nhưng nhờ vậy em mới tìm ra được một manh mối. Manh mối gì? Anh nhìn đi. Người này nè. Mày muốn tôi nhìn ai? Anh có nhìn thấy người ngồi đằng sau bay búa không? Rồi sao? Nói lại. Anh nhìn coi, người này với người đó có phải giống nhau? Đúng là người trong hai tấm hình này là một. Nếu nói vậy, chắc chắn thằng bảy búa nó là nội gián của công an. Đúng vậy đó anh. Mẹ nó, chị này xem nó còn chối cãi nữa không? Nó vừa dám đánh thằng đàn em của tao, bây giờ không biết xác của thằng đó nằm ở đâu nữa. Vậy mà lúc nào nó cũng chối cãi, nó không có là không có. Bây giờ mày dẫn thằng đàn em đi bắt nó về đây cho tao, tao trị tội nó. Khoan đã anh, mình không nên vội vã. Có thể tình cờ anh Bảy ngồi chung mà không biết nó là công an. Nếu xử lầm, coi chừng anh Ba xử tội chúng ta đó. Mày đừng có lo chuyện đó. Anh Ba đã giao cho tao toàn quyền xử những cái thằng nội gián. Thà giết lầm còn hơn là bỏ sót. Tao sẽ cho nó một cơ hội cuối cùng. Nhưng mày phải điều tra cho tao tất cả những thông tin của nó. Và tao muốn nó chết một cách tâm phục khẩu phục mình. Mày làm cái gì vậy? Hả? Mày tính tao đập máy mày không? Xin lỗi anh, tại tôi thấy cô ấy xinh quá cho nên định chụp vài tấm làm lưu niệm á mà. Tao yêu cầu mày xóa ngay lập tức. Anh, có chuyện gì vậy anh? Thằng này nó chụp lén hình em. Có gì đâu, chỉ là chụp hình thôi mà anh. Mà thôi anh đừng có nóng nữa nha. Mày xóa ngay lập tức cho tao. Tao để cô ta. Không tao đập máy, tao đập thẳng vô mặt mày luôn đó. Dạ dạ. Thôi, anh à, thôi được rồi. Có gì từ từ rồi mình nói. Anh đừng có nổi nóng nữa nha, để em nói với ảnh. Thôi, anh lo xóa hết đi. Ảnh mà nóng giận lên thì mệt lắm đó. À, tôi biết rồi. Xóa ngay. Được rồi. Nè, anh coi tấm này cần xóa thì nói. Xóa tấm này. Tấm này nữa. Tấm này đẹp mà anh. Xóa ngay cho tao. Xuống hết đi. Sao rồi? Có thêm chứng cứ nào của bảy búa nữa không? Tụi bay cho người bắt hết hai đứa này về đây cho tao.
Bảy bố cho người âm thầm bảo vệ Quỳnh Ly. Bắt cũng không phải dễ đâu anh. Có chuyện bảo vệ nữa sao? Nó muốn chống đối tao ra mặt hả? Anh Bảy anh thích con Ly, anh cho người bảo vệ nó là chuyện bình thường. Chuyện đó đúng là chuyện bình thường, nhưng anh quên rằng mấy tấm hình em mới vừa đưa anh xem xong, có thể cô ta là người trung gian móc nối giữa thằng Bảy và công an, nên thằng Bảy muốn nắm giữ cô ta để dễ dàng liên lạc với công an hơn. Mẹ nó, tức chết mà. Phan, mày thủ tiêu hết tụi nó cho tao. Anh bình tĩnh đi, em đã sắp xếp mọi chuyện đâu ra đó rồi. Em lên kế hoạch bắt Quỳnh Ly, và qua lời khai của cô ta, mình biết được bên công an nắm bắt được bao nhiêu thông tin của bảy bố. Như vậy sau này mình sẽ dễ dàng đối phó hơn. Ừ, được. Mày muốn làm sao thì làm. Mày kêu thằng Thành Trắng về hỗ trợ cho mày. Tao thích nhìn cái đám tang của tụi nó. Dạ, giải tán đi.